Xin chào kênh Bonsai Cần Thơ. Em cũng chào anh, chào cô chú anh chị. Em tên Hoa ở ngã 6 Châu Thành, Hậu Giang. Nay em có lên clip mai dạo ghim, dạo học, dạo Thủ Đức á, mai thành thẩm chơi Tết để giao lưu với cô chú anh chị. Mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh là số lượng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Còn 5 cánh là nó lai chút đỉnh thôi nha cô chú anh chị. Đó, chương trình phí ship em là 200 cây số nha cô chú anh chị. Đó, bước đầu tiên là cây số 1 nha cô chú anh chị. Đó là một cây dán. Dán sư tử nha cô chú anh chị. Chiều cao là khoảng 3 mét mấy, tán ngang là 2 mét mấy. Đó. Cái này thân chậu là 100 mấy nha cô chú anh chị. Đó, chương trình ship em là 200 cây số xe tải để tới nhà. Cái này là cây số 1A nha cô chú anh chị. Để nó lộn với mấy cây kia. Quá đẹp luôn. Nụ nút là do cứng ngắt này cô chú anh chị. Chậu này chậu mấy nha? À, chậu này chậu một một thước mấy, lọt là một thước. Quá xả luôn. Rồi ở đây mình cho coi thân chỗ mình đo luôn đi, mình cho coi có thấy không nè. Quanh ở đây là 41. Chiều cao là 3 mét. Tán ngang là 2m80. À, cây số 1A này em giao lưu với cô chú anh chị là 40 triệu miễn phí ship 300 cây số. Miễn phí ship 300 cây số. Rồi tới cây mã số 2 nữa, vẫn là một cây mai giảo Thủ Đức, giảo ghim, giảo hộp nha cô chú anh chị. À, mua một cặp thì có giá ưu đãi. Đó. Quá xa cà xa luôn. Đế quá đẹp luôn. Cái này là mấy chục năm rồi nha cô chú anh chị. Chữ lắm già mai luôn rồi. Cây tươi tốt nè. Rồi đo luôn anh. Nãy giờ anh có coi nụ không? Nè. Bắt cứ cái chỗ nào vậy đó. Nè. Đó. Ủa, nụ uống ăn gì đó. Hoàn thân là 40. Chiều cao là 2m90. Tán ngang là 2m80. À, cây mã số 2A này á, là em giao lưu với cô chú anh chị là 36 triệu miễn phí ship 300 cây số. Rồi ngưng. Rồi tiếp theo là cây mã số 3. Đó. Cây số 3 cũng vẫn là một cây mai giảo ghim, giảo hộp, mai thành phẩm chơi Tết nha cô chú anh chị. Đó, chiều cao này là khoảng có 2 mét mấy á. Cây tươi tốt sống khỏe luôn.
chương trình phí ship em là bao ship 300 cái số. Mặt bông từ 7 đến 12 số lượng rất là nhiều. 5 cánh đã là chút ít thôi nha cô chú anh chị. Hoành nghe đây là 33. Dính rồi. Có đây. Có đây, chiều cao là 2m6. Tán ngang là 1m8. Cây mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 7 triệu, miễn phí ship 300 số luôn. Rồi, tới đỉnh rồi. Rồi, tới cái mã số 4 này cô chú anh chị nó. Chiều cao này 2 mét mấy, 3 mét à. Đó, một cốt vô cành chị đóng đầy đủ nha cô chú anh chị. Hoành nghe đây là 37. Chiều cao là 2m80. Tán ngang là 1m9. Cây mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu, miễn phí ship 300 cái số. Dính dính dính. Rồi tới cây mã số 5. Đó, quá đẹp luôn. Bông thì cô chú anh chị mình yên tâm đi, ok. Đó, em nắng có mấy cây em dưỡng lại nó nở kìa. Đó, anh và anh gặp ảnh của anh quay cho cô chú anh chị mình coi. Bông rất đẹp luôn. Hoành thân là 33. Chiều cao là 2m3. Tán ngang là 1m8. Cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 8 triệu miễn phí ship luôn. 200 cái số. Ủa 300 cái số. Cây mã số 6, nhìn kệ đi, nặng mà. Ủa, cây mã số 6, Cao bao nhiêu? Chiều cao hẳn có 2 mét mấy à. Bán giá hồ ngay cho cô chú anh chị mình đem lại nuôi qua năm là bán cây mấy chục triệu không ạ. Hoành thân là 32. Chiều cao là 2m9. Tán ngang là 1m7. Cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 5 triệu, miễn phí ship 300 số luôn. Dạ đâu. Trời ơi. Chết rồi. Tới cây mã số 7.
Hát ba cái đúng rồi. Rồi chơi đi, chơi đi. Cao khoảng nhiêu anh? À, cao có 2 mét mấy à. Mặt bông đẹp mà cô chú chị nó, bên đó cái bông mà nó cũng hơn nữa đó anh, nó cũng hơn nữa mà bao nhiêu á. Nguyên bông này anh thấy rồi. Đó, nó cũng xuống một đống mà còn trên một nùi luôn. Rồi đó anh. Quanh ở đây là 35. Chiều cao là 2m6. Tán ngang là 2m. À, cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu miễn phí ship 300 cây số luôn. Mã số 8 đó, cây rất đẹp luôn. Mặt bông này là ok, từ 7 đến 12 cánh là chiếm thì là 90%. Này cao có 2 mét mấy à. Tán ngang rộng à. Cành chi đầy đủ. Hoành thân là 34. Chiều cao là 2m2. Tán ngang là 2m3. À, cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 8 triệu bao ship 300 cây số luôn. Rồi. Rồi cái cây mã số 9. Đó, cây quá đẹp, tàn quá tuyệt chiêu luôn. Đem về cô chú mình trồng dưới đất. Về năm bán mấy chục triệu luôn. Cái này cao 2 mét mấy à, tán ngang cũng 2 mét mấy luôn. Cây đế, cây đẹp và tàn đẹp, bông đẹp. Mùa dịch này bán giá hồi nghị của chú anh chị mình chơi luôn. Rồi đó nè. Hoành thân ở đây là 40. Rồi. Chiều cao là 2m5. Tán ngang là 2m. Cây mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 7 triệu miễn phí ship 300 cây số luôn. Rồi số đây gũ ạ. Đó. Chẳng là một cây mai giảo của chú anh chị, nguyên lô đó của chú anh chị. Đó, cũng có bông luôn. Cái này bông mình là cái bông gió thì nó không đẹp hơn cái bằng cái bông mình lặt thôi. Bông mình lặt thì nó dữ dằn lắm. Nó bông đó anh. Này đế đẹp à. Giá không nghỉ luôn, dễ chơi luôn. Này em không moi nha, cô chú mình moi lên là gãy đều lắm nè. Nó xỉa ra đều trên nè. Nè, chỉ nè. Cái này mau, trời ơi, cái này mau lên đỉnh rồi nghe. Nè, nè, lòi hai ghế đây nữa nè, hai ghế chà bá luôn. Giờ cô chú mình mau lên, cô chú mình lời. Rồi, đòi trên đi, đòi dữ dữ lắm.
thì bỏ ra 5-6 phần. Hoành 40. Cá không nghỉ luôn. Chiều cao là 2m7. Tán ngang là 1m90. Cái mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 9 triệu 3 ship 300 số luôn. Đụng ra nhả cái nó lại nha. Rồi qua nhả cái đó lại đi. Rồi tới cây số 11 cũng là cây cuối clip đó. À cao à, cái này chiều cao khoảng có 2 mét ngoài à. Gì được à? Rồi trời này, này dễ đế dữ lắm rồi chú chị, cô chú chị mình về môi lên lòi quá trời. Lòi nè. Đậu lòi nè. Có dấu rễ trên nè. Hoành 35. Chiều cao là 2m2. Tán ngang là 2m. À, cây mã số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu miễn của ship 300 số luôn. Rồi là nguyên vườn em nè, cô chú anh chị như cái cây này ha, là nó chưa đủ tàn. Nó em lặt lá em dưỡng lại, nó vài bữa tuốt bông cái là qua Tết mình bán nữa. Đó, dạ vậy không là nguyên vườn nó cây kiểu giống thứ một á. Rồi thì cũng xin chào cô chú anh chị, tạm biệt, hẹn gặp lại.